Dạ vâng, xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ của em Khanh Ô tô cũ Hải Dương, chuyên mua bán trao đổi ký gửi tất cả các dòng ô tô cũ đã qua sử dụng. Thì trong cái buổi chiều ngày hôm nay, trong ngày 9 tháng 8 năm 2019, xin được gửi tới toàn thể quý anh chị và các bạn một cái mẫu xe đang được rất được nhiều người ưa chuộng tại Việt Nam sử dụng, một mẫu xe mà gia đình đi lại chạy dịch vụ xe hoa xe cưới rất hợp lý với cái mức động cơ xăng được trang bị động cơ xăng là 1.6 và mức tiêu hao nhiên liệu của nó dao động trong cái tầm khoảng là 6 lít đến 7 lít trên 100 cây thì nó rất là phù hợp để mình chạy dịch vụ xe hoa xe cưới trong cái thời buổi mà giá cả liên tục tăng như thế này. Thì đây là một chiếc Chevrolet Cruze được sản xuất năm 2012 và bên em đang chào bán với mức giá chỉ có hơn 300 triệu thôi là mọi người có thể sở hữu ngay chiếc mẫu xe rất là đẹp như này, và bên em sẽ báo rút hồ sơ cho mọi người nhé. Và trước khi vào chi tiết toàn bộ cái chiếc Chevrolet Cruze 2012 này, em Khanh cũng mong toàn thể quý anh chị và các bạn cho em xin một lượt đăng ký kênh để được cập nhật theo dõi chiếc xe mới nhất mà em Khanh sẽ quay giới thiệu tới quý chị bạn hàng ngày. Và quý anh chị và các bạn đừng quên ấn chuông thông báo, nó sẽ hiển thị lên những cái chiếc xe, nó sẽ thông báo lên những chiếc xe rất đẹp mà em sẽ quay hàng ngày để giới thiệu tới toàn thể quý anh chị các bạn nhé. Vâng, em xin cảm ơn quý anh chị bạn rất nhiều. Thì không để quý anh chị và các bạn chờ lâu, thì bây giờ em sẽ vào chi tiết toàn bộ cái chiếc Chevrolet Cruze sản xuất năm 2012 số sàn này. Với chiếc xe này là chiếc xe trong nước quý anh chị bạn nhé. Và với cái dòng xe Chevrolet Cruze này thì nó là phiên bản sửa lỗi của cái dòng Lacetti. Thì với cái chiếc dòng Chevrolet này thì nó ít bị hỏng vặt, nó đi rất là lành xe nhé mọi người nhé. Nó ít bị hỏng vặt, đi rất là lành xe luôn. Và cái form của chiếc xe thì nó cũng rất là đẹp đây, mọi người có thể nhìn thấy tông màu đen. Và cái form của dòng Chevrolet Cruze này thì nó cũng rất là cứng cáp và sang. Đấy, trường xe nhé, trường xe và rất là đẹp luôn mọi người này. Đây mọi người có thể nhìn thấy rất là trường xe và đẹp luôn nhé. Đấy, một tông màu đen nhìn rất là sang trọng luôn mọi người có thể nhìn thấy. Và cái với tông với cái nước sơn này thì nó còn zin khá nhiều theo xe đây mọi người ơi. Đấy, zin khá nhiều theo xe nhé. Đấy, nó được trang trí cả cái thanh mạc chrome này, được bao bọc xung quanh cái cụm đèn hậu này. Đấy, nó chia thành các khoang riêng biệt. Đấy, đây nó rất là đẹp nhé, nhìn cái form rất là đẹp. Và một cái thanh chrome, mạ chrome là được gắn ngang đuôi xe này. Đó, nhìn nó cái form của cái đuôi xe, nhìn đây anh chị có thể nhìn thấy rất là sang luôn đúng không ạ? Và dòng xe với đất kiểu dùi nhé. Toàn bộ cái góc cạnh của chiếc xe đó không bị đâm đụng gì cả. Và với cái chiếc xe này là tên tư nhân nhé quý anh chị bạn nhé, một chủ sử dụng từ đầu. Vâng, và không có chạy taxi dịch vụ gì cả, chưa hề chạy taxi dịch vụ gì cả nhé. Đó, nên chiếc xe nó không bị lỗi, rất là đẹp luôn và không đâm đụng thủy kích gì cả. Tất cả keo chỉ zin 100% theo xe, cam kết luôn cho mọi người quý anh chị và các bạn như vậy. Đấy, mọi người có thể nhìn đi cùng em đi về được phần đầu trước của chiếc xe. Cụm đèn halogen tiêu chuẩn nhé. Đấy, cụm đèn halogen tiêu chuẩn và có đầy đủ cả đèn xi nhan này. Đấy. À đây là đây. Mà không. Đầy đủ nhé. Đấy, đèn xi nhan được gắn ở trên thân xe. Đấy. Đèn xi nhan gắn trên thân xe và đây, đèn gầm là đầy đủ đây. Đó. Thanh tản nhiệt cũng như mặt ca lăng trước thì nó còn nó không bị vấn đề gì, nó còn rất là căng đét. Căng nhé. Đấy. Nên là nhìn cái form dáng của cái đầu xe nó cũng rất là đẹp nên mọi người có thể nhìn thấy cân xe và rất là trường xe nhé. Và đăng kiểm thì đến tháng 12 năm 2020 cơ. Với đăng kiểm này thì nó đi còn một năm nữa, hơn một năm nữa thì mới phải lên mua cơ. Đây, với chiếc xe này thì quý anh chị và các bạn mua về chỉ việc chạy thôi, không phải làm thêm bất kỳ một chi phí gì nhé. Nó không phải mất thêm một chi phí gì để làm lại chiếc xe này cả. Chiếc xe rất đẹp. Bây giờ mọi người cùng em vào trong cái phần nội thất của chiếc xe để xem bên trong của cái phần nội thất này. Và tông màu đen và kết hợp cái màu kem này, nó cái tông màu, cái form của cái phần nội thất này nó cũng rất là đẹp đây. Và tất cả là da bọc ghế là da nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Đấy mọi người nhé. Và khoảng cách giữa các hàng ghế này nó cũng rất là rộng đây. Đấy, khoảng cách giữa các hàng ghế rộng và khoảng cách cái chiều rộng của chiếc xe này. Chiếc xe này là chiếc xe có thể 5 chỗ nhé mọi người nhé, ngồi 5 thoải mái nhé. Đó. Tí nữa em sẽ mở cái nắp cho mọi người xem. Đấy, và tắp đi
Tam ly của chiếc xe là rất sạch sẽ và không khoan đục nhé, không hề khoan đục. Chiếc xe này là không hoàn toàn là không có chạy taxi dịch vụ gì cả, chưa chạy taxi dịch vụ một ngày nào luôn quý anh chị bạn nhé. Keo chỉ là zin 100% theo xe này. Đấy, không hề khoan đục taxi gì cả, tam ly còn rất là sạch sẽ, rất là sạch sẽ luôn mọi người. Đấy, em sẽ mở cái nắp. Xe mới về nhé anh chị nhé, xe bên em mới về nên là tranh thủ quay giới thiệu anh chị luôn chiếc xe này. Đấy. Đó, đây là lốp sơ cua đầy đủ theo xe này, còn rất là mới luôn. Cũng như cái khoang hành lý này thì mình có thể để đồ thoải mái luôn, gia đình nhà mình đi chơi thì để đồ rất là thoải mái nhé, rộng rãi. Đấy, cũng như đây là toàn bộ cái phần cột kèo của chiếc xe và đuôi xe này, nó không có bị biến dạng một chút nào nhé, nó không có hiện tượng đâm đụng nên là form của nó là còn hoàn toàn là nguyên. Cũng như là keo chỉ đây. Đấy, keo chỉ là zin 100% theo xe, không mất một phân keo chỉ nào cả. Em có thể nhìn thấy đây, không hề mất một phân keo chỉ nào nhé. Đấy, rất là ok luôn mọi người nhé. Đó, mọi người có thể nhìn thấy hoàn toàn là phần tam ly là không có vấn đề gì cả, sạch sẽ mà giữ được nguyên form nhé. Đó, không bị khoan đục gì cả. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, chỉ trên 300 triệu thôi nhé, chỉ bên trên 300 triệu thôi. Vâng, giá bên em đã niêm yết tại cửa hàng rồi nên là quý anh chị có thể sở hữu ngay được chiếc kia Chevrolet Cruze 2012 này, và chiếc xe là rất đẹp luôn. Bên em sẽ báo rút hồ sơ cho quý anh chị và các bạn. Đấy, bây giờ em sẽ vào trong để quý anh chị xem một số cái chức năng của chiếc xe này. Âm thanh thì quá là sướng rồi. Em sẽ cho nhỏ lại để em tư vấn một chút. Thì với cái chiếc Chevrolet Cruze 2012 này thì đây quý anh chị bạn có thể thấy là xe mới đi được có hơn 9 vạn một chút. Từ từ đó em. Đây mọi người có thể nhìn thấy là xe mới đi được có hơn 9 vạn nhé. Tư nhân chính chủ, một chủ sử dụng từ đầu. Vâng, chưa hề taxi dịch vụ một ngày nào cả. Đấy, xe này hoàn toàn là không taxi dịch vụ một ngày nào nhé, và không có một lỗi nhỏ nào như quý chị bạn. Xe hoàn toàn là không hiển thị một lỗi nhỏ nào nhé. Mặt tam lô trước này chia thành ba khoang rất là đẹp luôn, mặt tam lô này cũng như hệ thống tam lô trước này, mặt tiền. Đấy, rất là đẹp luôn. Với dòng Chevrolet Cruze này thì nó là phiên bản sửa của cái dòng Lacetti, thì nó hoàn toàn là không, nó ít khi bị lỗi vặt nhé mọi người nhé. Đấy, nó ít khi bị lỗi vặt mà chiếc xe đi rất lành xe. Toàn bộ phần nội thất nó cũng rất đẹp đây. Đầu VCD này, kết nối dàn âm thanh 4 loa ở 4 cánh cửa. 4 loa ở 4 cánh cửa nhé. Nó chất lượng âm thanh rất là tốt. Cũng như hệ thống điều hòa thì rất là mát rồi. Điều hòa tay nắm củ số đây, rất là nét luôn, đẹp luôn. Vô lăng không bị mòn, vô lăng hoàn toàn là không bị mòn. Mọi người thì nhìn thấy vô lăng ba chấu rất đẹp nhé. Và xe được trang bị hệ thống phanh ABS này, là túi khí an toàn, hai túi khí an toàn cho ghế trước này, và hệ thống phanh ABS. Đấy, gương kính chỉnh điện giam đúc và đầy đủ nhé. Tổng thể năng lượng kệ đây. Đấy, quý anh chị bạn có thể nhìn thấy. Đấy, hoàn toàn là không bị làm sao nhé, tất cả là ok hết, đèn đóm là đầy đủ hết rồi mọi người này. Đấy, đèn đóm đầy đủ, chân lý sạch sẽ nhé. Trần lý nó sạch sẽ này, và giá chỉ trên 300 triệu thôi. Trên 300 triệu thôi nhé, là quý anh chị các bạn đã sở hữu ngay chiếc Cruze này. Đấy, gương kính chỉnh điện không vấn đề gì cả.
Đấy, không vấn đề gì cả mọi người nhé. Đấy, hoạt động bình thường hết. Tất cả rất là ok. Thì bây giờ mọi người sẽ cùng em đi vào kiểm tra phần động cơ của chiếc xe nữa là ok rồi. Mọi người có thể nhìn thấy cái phần nội thất của chiếc xe nó rất là đẹp. Rất là đẹp luôn mọi người nhé. Thì trước mặt ký anh chị và các bạn toàn là toàn bộ cái phần khoang động cơ của chiếc Chevrolet Cruze. Với cái chiếc Chevrolet Cruze này được trang bị động cơ xăng là 1.6, thì với mức tiêu hao nhiên liệu của nó dao động trong tầm khoảng là 6 lít đến 7 lít trên 100 cây. Thì nó cũng rất là phù hợp để mình chạy taxi dịch vụ nhé. Đó. Gia đình đi lại thì quá là tuyệt vời rồi. Máy hoàn toàn là không bị ngập nước này. Máy hoàn toàn là không bị ngập nước nhé. Và mặt cái chỗ này của nó rất là sáng này, mọi người có thể nhìn thấy này. Xe đi ít thì chỗ này nó mới sáng nhé, còn đi nhiều nó sẽ bị ố vàng luôn đấy ạ. Nó không được sáng như thế này. Và tất cả là hoàn toàn là còn zin nguyên bản theo xe hết này. Tất cả chi tiết là zin nguyên bản theo xe nhất. Đèn halogen tiêu chuẩn nguyên bản theo xe. Đấy, mặt răng trước, mặt răng trước, răng đầu trước này, cũng như là toàn bộ cái phần khoang của vỏ nhựa của cái khoang động cơ này, nó hoàn toàn là không bị làm sao nhé mọi người nhé. Đấy, cũng như lắp cabo, lắp cabo này không bị biến dạng cong vênh hay là bị làm sao cả. Keo chỉ thì zin rồi. Đấy, tất cả là zin zin luôn mọi người nhé. Vâng, thì quý anh chị và các bạn đang quan tâm đến cái dòng Chevrolet Cruze, muốn mua một chiếc xe để gia đình đi lại chạy taxi dịch vụ thì liên hệ với em Khanh để sở hữu ngay chiếc Chevrolet Cruze 2012 số sàn tư nhân chính chủ sử dụng, một chủ sử dụng từ đầu nhé. Và mới chạy để có hơn 9 vạn một chút thôi, nên bên em chào bán mức giá chỉ trên 300 triệu thôi là quý anh chị và các bạn có thể sở hữu ngay chiếc xe này. Thì số điện thoại của em Khanh là 0943 622 621. Vâng, em Khanh xin cảm ơn toàn thể quý anh chị và các bạn đã quan tâm theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn ở video tiếp theo.